Những năm qua thì phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã phát triển rộng khắp. Đã có rất nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng trên địa bàn. Trong phóng sự sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ cùng một người nông dân ở thị trấn Tân Yên với mô hình nuôi cua đồng đạt doanh thu mỗi năm 3 tỷ đồng. Mô hình nuôi cua đồng của gia đình anh Đỗ Sĩ Linh ở tổ dân phố Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên có nhiều ưu điểm như không tốn nhiều diện tích, cho thu hoạch nhanh, kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, nguồn thức ăn dồi dào, sẵn có, dễ tiêu thụ, đạt giá trị kinh tế cao. Nhà tôi bắt đầu nuôi cua từ năm 2019. Tôi làm 2 bể, một bể 60m², một bể 300m². Con cua rất dễ nuôi, thức ăn dễ kiếm ạ. Nó ăn thứ nhất là ăn rau củ quả và ăn phế phẩm nông nghiệp ạ. Và thứ hai nữa nó lớn nhanh. Với diện tích chỉ hơn 300m² nuôi trong ao, trong bể xi măng, bình quân một năm anh Linh xuất bán cả con giống và cua thương phẩm tại các tỉnh miền xuôi đạt khoảng gần 20 tấn, trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngoài nuôi cua, anh Linh hiện đầu tư và thực hiện mô hình nuôi dúi sinh sản và dúi thương phẩm. Từ thực tế chăn nuôi, loài vật này sinh sản nhanh, chi phí thức ăn không nhiều, dễ kiếm nên rất phù hợp chăn nuôi trong nông hộ. Trên địa bàn thị trấn Tân Yên thì có gia đình anh Đỗ Sĩ Linh là một trong những hội viên tiên phong tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hiện nay anh đang phát triển các mô hình kinh tế như nuôi cua, nuôi dúi, rồi nuôi lợn rừng. Ngoài phát triển kinh tế, anh Linh còn làm tốt công tác liên kết với bà con nông dân trong nuôi cua và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Thực tế cho thấy, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, thay đổi tư duy tổ chức sản xuất phù hợp đã mang lại hiệu quả cao. Mặt khác, nhờ thực hiện tốt việc liên kết trong sản xuất đã ổn định đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, anh Linh đang tích cực phối hợp với hội nông dân tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng sản phẩm cua đồng đạt tiêu chuẩn OCOP của địa phương.